thành phố rừng Madagui, Madagui Forest City. Tên gọi mới của khu du lịch rừng Madagui thuộc địa bàn khu phố 1, thị trấn Madagui, huyện Đạ Oai, cửa ngõ phía nam Lâm Đồng. Nếu từ năm 2004 trở về trước, khu du lịch có diện tích gần 1.200 hectare này ví như một nàng tiên ngủ quên trong rừng, thì nay nó đã được công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Madagui đánh thức bằng một loạt công trình dự án đồ sộ cùng nhiều loại hình dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng mới lạ và độc đáo, với tổng kinh phí đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng. Chúng tôi đổi tên từ cái Madagui Resort trở thành là Madagui Forest City là bởi vì chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái tầm vóc quy mô của nó. Quy mô về cái diện tích là 1.200 hectare. Cái thứ hai nữa là quy mô về tất cả các cái dịch vụ để phục vụ cho khách hàng. Và bên cạnh đó thì trong tương lai thì khi mà chúng ta hoàn thành cái hồ 24 hectare thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng 100 cái căn villa mà theo hình thức timeshare, là một cái mô hình mà trên thế giới đang vận dụng. Thì với cái mô hình như vậy thì đòi hỏi rằng là cái mức độ là nó vượt khỏi cái tầm của một cái resort. Và ngoài ra thì trong tương lai chúng tôi còn sẽ xây dựng một cái sân golf 18 lỗ. Thì tất cả những cái hoạt động như vậy thì nó mang một cái tầm vóc khá lớn. Không chỉ phát huy lợi thế cạnh tranh từ những trò chơi cảm giác mạnh đã có trước đó như thuyền phao vượt thác, đi thuyền độc mộc trên hồ Thạch Lâm hay trò chơi bắn súng đạn nước sơn, mà công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Madagui còn tiếp tục đầu tư và đưa vào hoạt động một số loại hình dịch vụ du lịch khác trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Mão năm nay, như hệ thống 50 villa cao cấp sang trọng tiêu chuẩn 4-5 sao, nhà hàng Muôn Xanh với sức chứa 1.200 người, khu chợ nông lâm sản kết hợp nhằm giới thiệu quảng bá những sản phẩm đặc thù của Đà Lạt Lâm Đồng, cùng với gian hàng tiện lợi fast food phục vụ thức ăn nhanh, hay như khu vực cắm trại tình yêu dành cho giới trẻ. Em đã đến Madagui cách đây khoảng chừng 3 năm. Thì khoảng thời gian đó thực sự khi bước vào trong này thì toàn bộ nhìn rất là hoang sơ, chủ yếu là cây cối thôi. Nhưng mà khoảng thời gian thực sự đến giờ này thì em lâu lắm rồi mới quay lại, chắc khoảng cũng 2 năm rồi mới quay lại. Thì tất cả vào trong này mọi thứ đều thay đổi cả. Có rất là nhiều sản phẩm du lịch để mà khách lựa chọn. Nhưng mà rõ ràng cái Madagui là một cái khu du lịch điển hình để cho cái dịp cuối tuần người ta đến đây. Em đến thì em thấy nó thay đổi rất là nhiều. Thì nói chung là nhìn cái sự thay đổi đó em thấy cũng thấy thích lắm. Em thích nhất là cái quang cảnh thiên nhiên khi mà mình đến đây á, thì giống như là từ Sài Gòn, một cái thành phố rất là ngột ngạt, mình đến đây mình được trở về với thiên nhiên, với cây cối, mình cảm thấy trong con người mình nó thư thái hơn, nó thoải mái hơn. Biến tiềm năng trở thành hiện thực là điều mà không phải doanh nghiệp nào cũng làm được. Tới đây, tại hồ cảnh quan 24 hectare này không chỉ mọc lên những công trình đồ sộ với 100 villa cao cấp, khu bãi tắm thơ mộng cùng với một số dịch vụ tiện ích đi kèm, mà công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Madagui cũng sẽ đưa vào hoạt động sân bóng đá mini, mở tour tham quan các loại thú rừng vào ban đêm nhằm thỏa mãn nhu cầu khám phá thiên nhiên của du khách khi đến với thành phố rừng này. Chúng tôi cũng đã có cái chương trình dự kiến phục vụ Tết từ mùng 1 cho tới mùng 6, cụ thể là từ ngày 3 tới tháng 2 tới ngày 8 tới tháng 2. Thì trong cái hoạt động đó thì chúng tôi sẽ có những cái trò chơi dân gian, những cái hoạt động về văn nghệ, ví dụ như là hát với nhau, rồi những cái chương trình nhạc sống, tập kỹ. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái phục vụ ăn uống ngoài trời để giúp cho du khách là có những cái bữa ăn thật là ngon, và không quên nữa là những cái trò chơi để giúp cho là có những cái hoạt động vui chơi giải trí trong cái ngày Tết này. Đánh thức tiềm năng du lịch rừng Madagui bằng hàng loạt dự án quy mô lớn với tổng kinh phí đầu tư lên đến 2.000 tỷ đồng là một việc làm rất đáng ghi nhận của công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Madagui. Madagui Forest City, nơi mùa xuân đến sớm ở cửa ngõ phía nam Lâm Đồng, sẽ mở ra triển vọng mới, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói ở địa phương phát triển.